Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin xét nghiệm kháng thể hy vọng mới trong cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Xét nghiệm máu nhằm tìm ra người có khả năng miễn dịch với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang được cho là một yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi trong trận chiến chống lại đại dịch đang hoành hành toàn cầu này. Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang chạy đua để phát triển các loại xét nghiệm bằng kháng thể, hay còn gọi là xét nghiệm huyết thanh học, xác định một người có nhiễm cúm Vũ Hán hay không, kể cả hệ miễn dịch đã loại bỏ loại virus nguy hiểm này. Đây là hình ảnh một nhân viên kỹ thuật đang chuẩn bị các mẫu xét nghiệm của cúm Vũ Hán cho biết xét nghiệm bán tự động tại phòng thí nghiệm y tế ở New York, Mỹ. Các xét nghiệm ở cúm Vũ Hán hiện nay chủ yếu dựa trên việc tìm kiếm vật liệu di truyền của nó trong nước bọt, nước mũi, miệng hoặc hậu môn. Xét nghiệm sử dụng phản ứng chuỗi polymerase, viết tắt là PCR, nên có nhược điểm rất lớn là chỉ cho kết quả dương tính khi cúm vẫn còn tồn tại. Nay, điều xác nhận kiểu này thì sẽ không thể xác định được những người từng bị nhiễm hoặc đã hồi phục và loại bỏ cúm Vũ Hán ra khỏi cơ thể như thế nào. Còn về xét nghiệm kiểm tra máu để tìm kháng thể chống lại cúm Vũ Hán sẽ cho biết được ai đã từng bị nhiễm loại cúm này, kể cả trường hợp người bị nhiễm không hề hay biết. Nhờ đó, các ca nhiễm chưa được phát hiện trước đây có thể được tìm ra trong dân chúng. Trên thực tế, ở Ý, người ta cho rằng con số các ca nhiễm chưa bị phát hiện cao gấp 10 lần con số các ca nhiễm đã bị phát hiện. Điều này có lẽ là một hiện tượng chung ở các quốc gia cũng có thể giống như vậy, mà trong đó có cả Việt Nam. Và các chuyên gia đang rất mong chờ xét nghiệm huyết thanh học, tức là tìm kháng thể, không đơn thuần chỉ để lần theo con đường lây lan cúm Vũ Hán mà còn tìm cách để chống lại nó. Đây là hình ảnh của Đại học Griffith tại Úc. Nico Macmillan, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Griffith tại Úc, cho biết như sau. Xét nghiệm sẽ cho phép chúng ta theo dõi dịch bệnh này trên quy mô dân số. Nhiều trường hợp có dấu hiệu lây lan từ những bệnh nhân không có triệu chứng mà chúng ta không thể xác định dễ dàng. Còn Kai Fukuda, một nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông, thì chia sẻ thêm như sau. Các xét nghiệm huyết thanh học là rất cần thiết để hiểu rõ hơn về dịch tễ học của cúm Vũ Hán. Kramer, một nhà vi trùng học tại trường E. Icahn, cho biết thêm như sau. Trong tương lai, xét nghiệm kháng thể có thể giúp nhận diện được những bệnh nhân phục hồi để họ có thể góp huyết thanh giàu kháng thể cúm Vũ Hán để giúp điều trị các bệnh nhân đang bị nhiễm rất nặng. Ông cũng cho biết một ứng dụng quan trọng khác của xét nghiệm kháng thể là có thể nhận diện được người đã phát triển miễn dịch với cúm. Nhờ đó, các bác sĩ có thể có khả năng điều trị bệnh nhân một cách an toàn hơn hoặc đảm trách những việc nguy hiểm trong suốt thời gian diễn ra đại dịch. Và Singapore là một quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng phương pháp xét nghiệm kháng thể để xác định một ca nghi nhiễm cúm Vũ Hán tại nước này. Đây là hình ảnh đo thân nhiệt cơ thể tại sân bay quốc tế tại châu Á. Xét nghiệm bằng kháng thể mới giúp nhân viên Bộ Y tế Singapore tìm ra nguồn gốc của một nhóm 23 trường hợp nhiễm cúm Vũ Hán tại nhà thờ ở Ofcourt, tổ chức hoạt động tôn giáo tại hai địa điểm lớn trong thành phố. Họ xác định được trường hợp Nguyên Phát, một người đàn ông 28 tuổi bị ốm vào ngày 29 tháng 1. Không rõ anh ta bị nhiễm cúm Vũ Hán như thế nào. Nhóm nhiễm khác khởi phát đường lây truyền cho một nghi lễ tại một thánh đường truyền giáo nhỏ độc lập. Nhóm này có tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch đến từ Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Cặp vợ chồng trong nhóm Lit Chuk đến gặp nhân viên y tế vào ngày 25 tháng 1, nhưng họ không được chuẩn đoán nhiễm cúm Vũ Hán vì triệu chứng không nghiêm trọng. Sau khi phát hiện ra mối liên hệ trên, các nhà điều tra đã đưa cặp vợ chồng đến Trung tâm Quốc gia về phòng truyền nhiễm để xét nghiệm lại. Vì cả hai đã hồi phục được một thời gian, các chuyên gia nghĩ rằng cơ thể họ đã loại bỏ được cúm Vũ Hán và quá muộn để đánh giá bằng xét nghiệm PCR. Vì vậy, cặp vợ chồng được làm thêm xét nghiệm kháng thể.
người chồng dương tính khi xét nghiệm bằng PCE và bị cách ly vào ngày hôm sau. Kết quả xét nghiệm của người vợ ban đầu âm tính. Tuy nhiên, xét nghiệm kháng thể sau đó vài ngày cho thấy cô có kháng thể được sinh ra để chống lại mầm bệnh cúm Vũ Hán. Và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã thúc đẩy các nghiên cứu về xét nghiệm kháng thể này. Đây là hình ảnh một màn hình lớn về các biện pháp phòng ngừa với cúm Vũ Hán được nhìn thấy ở trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc. Một nhóm nghiên cứu tại Viện ở Vũ Hán ở Trung Quốc thông qua nghiên cứu nội bộ đã cho thấy phương pháp này có thể được sử dụng để xác nhận các ca bệnh. Kết luận được công bố trực tiếp vào ngày 17 tháng 2 trên năm 2020 trên tạp chí Vi sinh và các bệnh nhiễm trùng mới. Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng đã phát triển một xét nghiệm đáng tin cậy có thể phát hiện kháng thể chống lại cúm Vũ Hán trong máu. Một bài nghiên cứu nói rằng xét nghiệm này có thể được sử dụng để đo lường sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán trong toàn bộ dân chúng. Ngoài ra, xét nghiệm này có thể được dùng để tuyển chọn những nhân viên y tế đã miễn dịch làm nhân viên chăm sóc bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Bài nghiên cứu vẫn chưa được các chuyên gia kiểm tra chéo. Mới đây, Anh cũng đã kế hoạch chuyển từ xét nghiệm sang loại test kháng thể để biết ai đã từng nhiễm loại cúm Vũ Hán và đã khỏi và nay lại tiếp tục miễn nhiễm. Trang Sky News vào hôm 25 tháng 3 năm 2020 cho hay trên 3 triệu bộ xét nghiệm kháng thể trong những người đã mắc virus sẽ được tung ra ở Anh trong vài ngày tới. Theo trang Intelligence, xét nghiệm này chỉ cần 15 phút là xong và ai cũng có thể tự làm tại nhà. Xét nghiệm sẽ tìm xem trong máu của bạn có kháng thể IgM, loại xuất hiện ở thời kỳ mới nhiễm, và IgG vốn có số lượng tăng lên khi cơ thể người phản ứng trước cúm Vũ Hán. Test này không cho biết người ta có bị mắc cúm hay không, mà chỉ cho biết người thử có phải đã từng mắc cúm Vũ Hán hay không. Và riêng tại Đức, xét nghiệm kháng thể chống cúm Vũ Hán đã bắt đầu được thử nghiệm tại thành phố Hamburg. Đây là hình ảnh thành phố Hamburg được chọn làm thử nghiệm xét nghiệm kháng thể ở Đức. Tờ T-Site trong số báo thứ Năm vào ngày 26 tháng 3 cho biết Bệnh viện Đại học Eppendorf tại Hamburg đã có kế hoạch sử dụng một xét nghiệm mới bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 để phát hiện các kháng thể chống lại cúm Vũ Hán. Bà Marine Edo, trưởng khoa truyền nhiễm của bệnh viện này cho biết, nhờ đó mà người ta có thể sử dụng để phát hiện ra bệnh nhiễm cúm mà người mắc bệnh đã lành bệnh. Theo bài báo, thử nghiệm được triển khai bởi trường đại học cùng với một công ty dược phẩm, xét nghiệm này kiểm tra máu để tìm kháng thể chống lại cúm Vũ Hán và do đó có thể chứng minh được ai đã từng bị nhiễm loại cúm này. Kể cả trường hợp người bị nhiễm không hề hay biết, nhờ đó các ca nhiễm chưa được phát hiện trước đây có thể được tìm ra trong dân chúng. Bà Odo đã bổ sung thêm như sau. Điều này giúp phân biệt được ai đang từng gặp nguy hiểm với cúm Vũ Hán đang lây lan và ai đã miễn dịch với nó. Giáo sư Tristan Doster, một nhà virus học, viện trưởng viện virus học Charité, Đại học Y khoa Berlin cũng khẳng định điều này. Vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ về việc sau khi xét nghiệm cúm Vũ Hán có lan truyền lây nhiễm dịch và miễn dịch được bao lâu hay không. Xét nghiệm này cũng có thể trả lời những câu hỏi trên. Thành phố Hamburg được chọn là để làm thử nghiệm vì đây là bang có tỷ lệ nhiễm cúm Vũ Hán cao nhất nước Đức. Theo thống kê của Viện Vi trùng học Robert Koch tại Berlin, hiện có khoảng 1.262 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán đã được xác nhận tại thành phố Hamburg, với tỷ lệ 68,9% người nhiễm bệnh trên 100.000 dân. Tức là với tỷ lệ 68,9 người trên một tỷ lệ 100.000 dân thì sẽ có như vậy. Và thành phố Hamburg hiện có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất trong tất cả các bang trên toàn nước Đức, và số này càng ngày càng tăng. Và cũng theo quan điểm của các nhà nghiên cứu hàng đầu của Đức, điều cần phải khẩn trương làm lúc này là tính đến các biện pháp mới sẽ thay thế cho các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng cho đến ngày 5 tháng 4 năm 2020 sắp tới đây. Đây là hình ảnh hai nhà nghiên cứu hàng đầu của Đức, Trisha Dosten và Alexa Kuhle. Alexa Kuhle là bác sĩ y khoa
là hóa sinh, nhà virus học, giám đốc của khoa vi sinh Y Đại học Halle cho rằng sau lễ phục sinh sẽ có một bức tranh tốt đẹp ở Đức và những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hiện nay mang lại. Ông cũng đang suy nghĩ đến biện pháp làm sao để thay thế các biện pháp nghiêm ngặt hiện nay. Ông nói, sau lễ phục sinh, chúng tôi chắc chắn phải nghĩ ra một cái gì đó khác mà nó có hiệu quả tương tự. Ông Cule lưu ý đến một số lượng rất lớn các ca đang bị nhiễm chưa phát hiện. Đó có thể là tin tốt. Những người này nhiễm cúm nhưng không có các triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhưng rất nhẹ. Do đó, nhiều người hoàn toàn không hề biết mình đã từng bị nhiễm bệnh. Ông nói, 80% những người có kết quả xét nghiệm dương tính chỉ có các triệu chứng rất nhẹ. Một số bị đau đầu hoặc sốt nhẹ trong 3 ngày. Giả thiết của ông Cookley là chúng ta có một số lượng rất lớn những người nhiễm chưa bị phát hiện nhưng họ không bị ho hay sốt. Những người này hình như miễn dịch. Như vậy, dân chúng của chúng ta được miễn dịch, miễn nhiễm một cách âm thầm, không gây sự chú ý, trong khi tất cả chúng ta đều lo lắng về nạn dịch. Như vậy, có nghĩa là cúm Vũ Hán có thể sẽ lây lan ít hơn. Các xét nghiệm kháng thể về dài hạn sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu khả năng miễn dịch với loại cúm kéo dài trong bao lâu. Một vấn đề quan trọng với bất kỳ loại vaccine tương lai nào, cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hé mở nhiều tia hy vọng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.